Cuộc đột kích tử thần, tội đặc công nước hủy diệt từng tên Pol Pot. BB News xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với bản tin lịch sử ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, cuộc đột kích tử thần của tổ đặc công nước đã ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến chống lại chế độ Pol Pot, trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và quyết tâm. Trong đêm tối mịt mù, đội đặc công gồm những chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm đã bí mật tiếp cận căn cứ Khmer Đỏ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu bất khuất. Họ đã tấn công bất ngờ, tiêu diệt từng tên lính Pol Pot mà không để lại dấu vết tiếng súng vang vọng giữa đêm, hòa lẫn với những tiếng hô quyết thắng khiến cho quân thù hoảng loạn. Sau cuộc đột kích, tổ đặc công chỉ làm tiêu tan sức mạnh của quân thù mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các lực lượng khác. Sự dũng cảm của họ đã góp phần quan trọng vào cuộc chiến giải phóng dân tộc. Liệu những hành động anh dũng như vậy có đủ để khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ hôm nay? Sau khi Khmer Đỏ tiến quân tấn công đảo Thổ Chu vào ngày 10 tháng 5 năm 1975, toàn bộ cư dân trên hòn đảo này đã biến mất một cách bí ẩn. Đảo Thổ Chu rơi hoàn toàn vào tay lính Khmer Đỏ. Nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam là nhanh chóng lên phương án tác chiến để giành lại đảo và tìm kiếm hơn 500 cư dân mất tích. Với lòng quyết tâm và bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc và từng đồng bào của dân tộc, các đơn vị được giao nhiệm vụ sẵn sàng cho một cuộc giải cứu trên biển. Lúc này, trên đảo Thổ Chu, lực lượng Khmer Đỏ có khoảng 600 lính đang chốt giữ ở nhiều vị trí khác nhau. Về trang bị, quân Khmer Đỏ sở hữu ít nhất 3 khẩu súng liên 12,7 ly, súng cối 60, 61, 81, 82 ly, cùng với một khẩu DKZ 75 ly và một khẩu DKZ 106 ly, cùng với nhiều vũ khí khác. Phía Việt Nam huy động khoảng 650 quân tham gia tái chiếm đảo Thổ Chu. Đầu tiên, lực lượng Việt Nam đã triển khai khoảng 550 quân, bao gồm tiểu đoàn bộ binh 410 thuộc trung đoàn 195 quân khu 9 với quân số 300 bộ đội, cùng với một lực lượng từ lữ đoàn 101. Hải quân đánh bộ đã được cử đến giữ đảo Phú Quốc từ trước đó, với quân số khoảng 200 quân và 11 người dân địa phương đi cùng để dẫn đường. Cùng với họ là một phân đội thuộc đại đội đặc công nước của đoàn 126 đặc công hải quân, có quân số 39 người. Theo kế hoạch đã đề ra, còn một lực lượng bộ binh và đặc công khoảng 100 người sẽ được xuất kích sau để chi viện cho các đơn vị trên. Về phía trang bị, phía Việt Nam đã có 4 tàu đổ bộ LCM-8 được trang bị súng liên 12 ly B, cùng với 4 tàu chiến PCF trang bị súng liên 12 ly B và súng cối 81 ly. Những tàu PCF và LCM-8 này đều được thu hồi từ Mỹ trong chiến tranh. Vì vậy, các tàu này phải sử dụng đội ngũ lái tàu và pháo thủ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Mỗi tàu PCF có 4 lính Việt Nam Cộng Hòa và 3 đặc công đi kèm. Ngoài ra, phía Việt Nam còn trang bị một số súng B-40 và B-41. Khi được giao nhiệm vụ, các đơn vị hầu như chưa nắm rõ tình hình quân Khmer Đỏ trên đảo Thổ Chu. Thông tin về đảo chủ yếu được cung cấp bởi những người dân chạy thoát. Họ không chỉ cho biết vị trí quân Khmer Đỏ đang chốt giữ, mà còn thông tin về địa hình phía bắc đảo Thổ Chu, nơi đoạn có vách núi dựng đứng, không cho tàu lớn vào gần bờ. Kể từ khi quân Khmer Đỏ đặt chân xâm lấn đảo Thổ Chu vào ngày 10 tháng 5 năm 1975, phía Việt Nam phải mất hơn 10 ngày sau đó mới có thể thực hiện kế hoạch tác chiến đã đề ra. Để nắm bắt thời cơ chiến đấu tốt nhất, vào khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 5 năm 1975, các tàu chiến của Việt Nam đã khởi hành từ cảng An Thới, Phú Quốc tiến thẳng về đảo Thổ Chu. Sau một hành trình dò dẫm, đến hơn 19 giờ cùng ngày, lực lượng đã đặt chân lên gần đảo. Và lúc 20 giờ ngày 23 tháng 5, các chiến sĩ Việt Nam đã tập hợp tại hòn đảo cao thuộc quần đảo sẵn sàng cho cuộc đổ bộ. Theo kế hoạch, quân đội sẽ bí mật cập bến, sau đó đồng loạt nổ súng tấn công vào các vị trí phòng ngự của quân Khmer Đỏ với sự hỗ trợ hỏa lực từ các tàu chiến. Lúc 22 giờ 15 phút, tàu đổ bộ đầu tiên của Việt Nam đã tiến vào bờ biển phía đông bắc đảo Thổ Chu, đưa đội đặc công nước đổ bộ lên đất liền. Chỉ 5 phút sau, đặc công đã nhanh chóng tiếp cận các bãi phía đông của đảo. 3 tàu đổ bộ còn lại tiếp tục đưa bộ binh hải quân vào bờ. Và sau 20 phút,
các đại đội bộ binh thuộc tiểu đoàn 410 và lữ đoàn 101 Hải quân đã hoàn tất việc đổ bộ. Kế hoạch chiến đấu đã được định hình rõ ràng, phân đội đặc công nước sẽ tấn công vào bãi Mun, lữ đoàn 101 Hải quân sẽ tiến vào bãi Dòng, trong khi tiểu đoàn 410 sẽ đảm nhận mục tiêu tại bãi Ngự. Sau khi đổ quân lên bờ, phía chỉ huy Việt Nam đã ra lệnh cho 2 trong số 4 tàu đổ bộ ở lại để cảnh giới phía bắc đảo Thổ Chu, cách bãi đổ bộ khoảng 1 hải lý, tương đương hơn 1,8 km. 2 tàu đổ bộ còn lại được điều chuyển sang phía đông nam của đảo để chờ lệnh. 3 tàu còn lại được chỉ định di chuyển vòng qua hướng Tây, dừng lại tại Hòn Khô, sẵn sàng chi viện cho mũi tiến công tại bãi Ngự do tiểu đoàn bộ binh 410 phụ trách. Nhiệm vụ của tiểu đoàn là hành quân lên một ngọn núi ở bãi Ngự để xác định vị trí đóng chốt của quân Khmer Đỏ. Kế hoạch ban đầu đặt ra yêu cầu đến 24 giờ đêm ngày 23 tháng 5 năm 1975, đơn vị sẽ xác định được mục tiêu và nổ súng. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi tối tăm cùng việc thiếu thông tin, việc hành quân gặp nhiều khó khăn. Đến 24 giờ đêm, tiểu đoàn 410 mới chỉ đến gần đỉnh núi, khiến cho kế hoạch buộc phải thay đổi. Tiểu đoàn tiếp tục hành quân để tìm kiếm mục tiêu, quyết định nổ súng ngay khi phát hiện quân Khmer Đỏ. Đến 2 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975, bộ đội Việt Nam đã phát hiện một vị trí có khu nhà lợp tôn, xác định đây là một cứ điểm của quân Khmer Đỏ với khoảng 200 lính đang trấn giữ. Đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn 410 được lệnh tiếp cận mục tiêu trong khoảng cách 200m. Tuy nhiên, từ bên trong khu nhà, quân Khmer Đỏ đã phát hiện ra và nổ súng trước, buộc các đơn vị tiểu đoàn 410 phải đồng loạt đáp trả. Khi nghe tiếng súng vang lên, các mũi khác cũng đồng loạt nổ súng. Hiệp đồng tác chiến, 3 tàu tuần tiễu BCS tiến vào bãi Ngự, sử dụng hỏa lực từ tàu để chi viện cho bộ binh tấn công quân Khmer Đỏ tại chốt. Quân Khmer Đỏ phản công bằng súng cối và DKZ với hỏa lực mạnh mẽ. Đại đội 1 của tiểu đoàn 410 liên tục bắn trực diện vào chốt của quân Khmer Đỏ để gây sự chú ý, hỗ trợ cho đại đội 2 và 3 tấn công vào hai bên sườn của căn cứ. Khi đại đội 2 và 3 áp sát vào căn cứ điểm của quân Khmer Đỏ, một cuộc đấu súng ác liệt diễn ra với sự hỗ trợ từ hỏa lực các tàu PCF, quân Khmer Đỏ buộc phải phân tán lực lượng để chống trả nhiều mũi tấn công từ phía đối phương. Sau khoảng 30 phút giao tranh, tiểu đoàn bộ binh 410 tạm thời làm chủ được khu vực này. Tuy nhiên, một số lính Khmer Đỏ đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để rút lui lên các vách núi ẩn nấp. Trong những cuộc đụng độ đầu tiên này, quân Khmer Đỏ chịu ít nhất 70 thương vong tại bãi Ngự, trong đó gần 20 lính tử trận. Phía Việt Nam ghi nhận ít nhất 50 thương vong do sự ác liệt của các trận đấu súng. Lúc này, quân Việt Nam đã bắt giữ một số lính Khmer Đỏ bị thương tại bãi, trong khi số còn lại chạy thoát về các vách núi xung quanh. Tại mũi bãi Mun, quân Khmer Đỏ bố trí khoảng 100 lính phòng thủ khá chặt chẽ, với các lính gác vòng trong và vòng ngoài. Lực lượng đặc công Việt Nam đã phải ẩn mình dưới cát hàng giờ đồng hồ trước đó để theo dõi mục tiêu, chờ hiệu lệnh tấn công. Theo quan sát của đặc công, vào thời điểm đó có 10 lính Khmer Đỏ mang súng đang tuần tra các khu vực vòng ngoài của chốt. Cùng lúc, khi tiểu đoàn 410 nổ súng ở bãi Ngự, đơn vị đặc công nước cũng bắt đầu tác chiến. Lợi dụng các kỹ thuật đặc biệt, đặc công nước đã di chuyển lên các bãi cát ở bãi Mun để áp sát mục tiêu mà không để lại dấu vết. Đặc công đồng loạt nổ súng vào các nhóm lính gác ở vòng ngoài, hạ gục được 5 lính Khmer Đỏ. Số còn lại hốt hoảng rút vào trong căn cứ. Nhưng quân Khmer Đỏ nhanh chóng tập hợp đại đội hình và phản công dữ dội. Một cuộc đấu súng ác liệt diễn ra không kém phía bãi Ngự. Phía Việt Nam có 39 đặc công, được rèn luyện trong những môi trường khắc nghiệt và sở hữu kỹ năng chiến đấu bền bỉ linh hoạt. Đội ngụy trang ở các bãi cát xung quanh chốt, một bộ phận dâng lên tấn công trong khi bộ phận còn lại ngụy trang dưới cát, khiến quân Khmer Đỏ hầu như không xác định được vị trí chính xác của quân Việt Nam. Quân đối phương đã sử dụng hỏa lực mạnh bắn vào các bãi cát xung quanh với ý đồ tiêu diệt lực lượng đặc công Việt Nam, dẫn đến việc một số đặc công ẩn mình dưới cát bị thương. Với các đòn tấn công như vậy, đặc công Việt Nam đã tiêu hao một phần sinh lực của Khmer Đỏ.
nhờ vào sự chi viện hỏa lực từ hai con tàu đổ bộ đông nam đảo Thổ Chu. Tiêu diệt khoảng 30 lính Khmer Đỏ, lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số lính Khmer Đỏ đã rút lui về phía căn cứ điểm bãi dòng gần đó, nơi đang được một lực lượng Khmer Đỏ trấn giữ. Dần dần, đội đặc công nước đã làm chủ được bãi Mun, nơi họ bắn hạ khoảng 30 lính Khmer Đỏ. Trong khi đó, 40 lính còn lại bị bắt giữ tại phía Việt Nam cũng có hàng chục thương vong. Trong đó có 6 đặc công tử trận và 4 đặc công khác bị thương do hỏa lực từ quân Khmer Đỏ bắn ra ở bãi dòng. Cuộc tấn công của lữ đoàn 101 Hải quân vào chốt của Khmer Đỏ kéo dài từ rạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975 đến 7 giờ sáng cùng ngày. Ban đầu, lực lượng Khmer Đỏ tại đây có quân số và khoảng 100 lính, chống trả rất quyết liệt. Nhưng sau đó, được bổ sung thêm khoảng 30 lính từ bãi Mun rút về, nâng tổng số quân Khmer Đỏ ở bãi này lên 130. Sự phối hợp lực lượng của đối phương đã khiến cho lữ đoàn 101 Hải quân gặp khó khăn trong việc tiến quân. Quân Khmer Đỏ huy động lực lượng và sử dụng các loại súng cối bắn liên tiếp vào quân Việt Nam. Trận đánh giằng co kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Mãi đến 7 giờ 15 sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975, quân Khmer Đỏ mới rút lui và cố thủ trong công sự để chống trả. Hai tàu LZM-8 của Việt Nam cảnh giới ở phía bắc đảo Thổ Chu đã phát hiện một tàu lạ tiến đến. Ngay lập tức, ba tàu PCF nhận lệnh tiến lên phía bắc để kiểm tra tình hình và sẵn sàng ứng phó. Các tàu PCF của Việt Nam tăng tốc tiếp cận, báo cáo với chỉ huy rằng chiếc tàu lạ có hàng chục người vũ trang và trao hai cờ đỏ hải quân. Việt Nam lập tức tổ chức vây bắt tàu này, không cho lực lượng này đổ bộ lên bờ. Dưới sự yểm hộ của các tàu đổ bộ, các tàu PCF với lợi thế nhỏ gọn, sử dụng hỏa lực bắn thị uy và ra lệnh cho quân Việt Nam nổ súng tấn công vào lực lượng trên tàu. Khi tiếp cận, phía Việt Nam phát hiện trên tàu có hơn 40 lính Khmer Đỏ cùng với nhiều trang bị vũ khí, xác định đây là lực lượng chi viện cho quân đối phương. Việt Nam lập tức lên phương án tiêu diệt. Hỏa lực từ các tàu đổ bộ của Việt Nam đã khiến cho tàu Khmer Đỏ không thể tiếp cận bờ, bắn trả dữ dội. Trong tình huống này, nghiêng về phía Việt Nam, nhờ có nhiều tàu chiến đang neo đậu ở các bãi lân cận. Sau nửa giờ chiến đấu, Việt Nam đã khống chế được tàu Khmer Đỏ và bắt sống toàn bộ những người còn sống sót, thu giữ vũ khí của quân đối phương. Theo thống kê, lúc này trên tàu chỉ còn khoảng 30 lính Khmer Đỏ, ước tính khoảng 10 lính đã trúng đạn và rơi xuống biển. Lúc này, từ hướng đông nam, một tàu của Việt Nam chở theo một đội đặc công nước với khoảng 15 người đã đi đến chi viện theo kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Hai tàu đổ bộ neo đậu ở phía đông nam của đảo Thổ Chu cũng phát hiện một thuyền máy của quân đối phương đang di chuyển theo hòn tử. Lực lượng quân Việt Nam trên tàu lập tức nổ súng tiêu diệt quân đối phương. Đến 8 giờ 30, tình hình đã được kiểm soát. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 1975, quân Việt Nam đã làm chủ được bãi dòng sau khi tổ chức một cuộc tấn công ác liệt và lực lượng Khmer Đỏ đang co cụm trong công sự tại đây. Tại bãi dòng, ít nhất 50 lính Khmer Đỏ đã tử trận, gần 80 lính khác bị thương và bị bắt giữ. Tuy nhiên, phía Việt Nam cũng phải chịu hàng trăm thương vong do cuộc chiến giằng co kéo dài nhiều giờ. Trong khi đó, cuộc chiến đấu vẫn diễn ra quyết liệt ở bãi ngự suốt buổi sáng ngày 24 tháng 5. Lực lượng Khmer Đỏ vẫn cố thủ ở một số vị trí dựa vào hai điểm tựa phía Bắc và Đông Nam bãi ngự để tấn công quân đội Việt Nam. Đến 14 giờ 30 chiều cùng ngày, hai tàu đổ bộ và ba tàu tuần tiễu PCF của Việt Nam đã bắt đầu nổ súng chi viện hỏa lực cho tiểu đoàn 410 ở trên bãi ngự. Lực lượng Khmer Đỏ tiếp tục dồn sức bắn trả các tàu Việt Nam bằng súng cối DKZ. Theo kế hoạch, Sở Chỉ huy phía Việt Nam đã cho hai tàu tuần tiễu K-62 được trang bị hai pháo 37 ly và hai pháo 25 ly, chuẩn bị xuất kích từ đất liền vào 16 giờ cùng ngày để chi viện cho lực lượng bãi ngự. Tuy nhiên, tình hình chiến sự vẫn kéo dài đến sáng ngày 25 tháng 5. Đến 9 giờ sáng ngày 25 tháng 5, quân Việt Nam tiếp tục tấn công bãi ngự với hỏa lực mạnh hơn. Hai tàu K-62 đã cập bờ đảo Thổ Chu để tăng cường sức mạnh cho trận đánh, kèm theo hai tàu tuần tiễu bổ sung. Hỏa lực của Hải quân Việt Nam đã sử dụng pháo 37 ly để khống chế cao điểm đông nam bãi ngự, đồng thời dùng pháo 25 ly bắn vào bộ binh Khmer Đỏ.
điểm tựa phía bắc bãi ngự bị bắn hạ, khiến hàng chục lính Khmer Đỏ tử trận và hàng chục lính khác bị thương. Hơn 30 lính Khmer Đỏ còn sống sót ở điểm này đã ra đầu hàng. Đến 12 giờ trưa ngày 25 tháng 5, điểm tựa phía đông nam của quân Khmer Đỏ bị tiêu diệt, với hơn 40 lính đầu hàng, trong khi hàng chục lính khác chạy ra bãi Mun thì bị đặc công Việt Nam chặn đánh. Cuối cùng, quân Khmer Đỏ tại Hòn Cao và Hòn Tử với tổng số khoảng 200 lính nhận thấy tình hình trên đảo Thổ Chu đang có bất lợi cho họ. Việc tiến lên đảo để chi viện trở nên không khả thi do phải vượt qua hàng rào tàu chiến của Việt Nam đang leo đậu tại bờ biển. Một thuyền máy của Khmer Đỏ đi từ Hòn Tử đã bị tàu Việt Nam bắn hạ, buộc họ phải tính đến phương án rút lui khỏi đảo Thổ Chu. Nhiều nguồn tin cho rằng lực lượng Khmer Đỏ này đã rút từ đảo Polo, nơi được cho là đã đưa hơn 500 dân thường vào Thổ Chu. Đến chiều ngày 27 tháng 5 năm 1975, quân Việt Nam đã giành lại được đảo Thổ Chu, đánh dấu sự kết thúc của trận đánh. Trong 3 ngày chiến đấu, lực lượng phía Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến khoảng 400 quân với tổng số 600 lính Khmer Đỏ đang trấn giữ đảo Thổ Chu. Hơn 100 lính Khmer Đỏ đã tử trận, khoảng 300 lính khác bị thương và bị quân Việt Nam bắt giữ. Lực lượng khoảng 200 lính Khmer Đỏ tại Hòn Cao và Hòn Tử đã rút chạy khỏi đảo Thổ Chu. Việt Nam thu được toàn bộ vũ khí, khí tài và trang thiết bị của Khmer Đỏ, đánh chìm 2 tàu đổ bộ của họ và tịch thu 1 tàu nhỏ cùng nhiều vũ khí khác. Phía Việt Nam có gần 200 thương vong do sự phòng thủ quyết liệt của Khmer Đỏ, đặc biệt là tại chiến trường Bãi Ngự, ước tính có khoảng 70 bộ đội Việt Nam đã tử trận. Quần đảo Thổ Chu đã được giải phóng, nhưng những gì còn sót lại chỉ là một hòn đảo hoang tàn với những căn nhà đổ nát. Khi quay trở lại đảo Thổ Chu, những nhân chứng còn sống sót đều quyết định đưa ra cả gia đình đến nơi sinh sống ở nơi khác, để không bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương trong những ngày quân Khmer Đỏ chiếm đảo hay những lần chạy trốn giữa biển khơi. Ngày 2 tháng 6 năm 1975, Phó Bí thư Trung ương Cục Miền Nam Nguyễn Văn Linh đã đại diện cho phía Việt Nam tới Phnom Penh để gặp lãnh đạo Khmer Đỏ. Tại cuộc gặp này, phía Việt Nam yêu cầu chính quyền Khmer Đỏ giải thích về việc đưa quân sang xâm chiếm các đảo thuộc quyền của Việt Nam, trong đó có đảo Phú Quốc và quần đảo Thổ Chu. Đồng thời, phía Việt Nam cũng yêu cầu Khmer Đỏ trao trả lại hơn 500 dân thường trên đảo Thổ Chu đã bị quân Khmer Đỏ bắt đi không rõ tung tích. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện của quân đội Campuchia cho rằng do không nắm rõ địa lý Việt Nam nên đã xảy ra những va chạm đáng tiếc. Họ cũng khẳng định sẽ trả lời vấn đề số phận của hơn 500 dân thường Việt Nam trên đảo Thổ Chu. Tuy nhiên, trong 2 ngày sau đó, phía Việt Nam không nhận được hồi đáp từ Khmer Đỏ về vấn đề trên. Đồng thời, họ nhận được thông tin rằng hơn 500 dân thường Việt Nam trên đảo Thổ Chu có thể bị quân Khmer Đỏ đưa đến đảo Polo. Đây là một nhóm gồm 2 hòn đảo ở vịnh Thái Lan, lo lắng cho số phận của những người dân Việt Nam mất tích. Phía Việt Nam nhận thấy rằng, chỉ cần chậm một bước, những điều bất trắc có thể xảy ra. Vì vậy, việc tìm kiếm và giải cứu dân thường trên đảo Thổ Chu trở nên vô cùng cấp thiết, là mục tiêu hàng đầu của họ. Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lên kế hoạch tấn công đảo Polo, gấp rút tìm kiếm và giải cứu người dân. Trong thời kỳ năm 1970, đảo Polo được trấn giữ lối ra bởi quân đội chính phủ Cộng hòa Khmer phối hợp với quân lực Việt Nam Cộng hòa, và xung quanh đảo đều là vách đá dựng đứng. Quân đội Sài Gòn đã xây dựng trên đảo một cây đèn biển và một sân bay dã chiến, chủ yếu cho trực thăng và máy bay trinh sát L-19. Sau sự kiện ngày 17 tháng 5 ở Phnom Penh, khi Khmer Đỏ giành được chính quyền Campuchia, quân đội này đã tấn công vào đảo Polo và tiêu diệt tất cả binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân Clonin đang đóng tại đây. Trong kế hoạch giải cứu người dân đảo Thổ Chu, phía Việt Nam dự kiến sử dụng bộ binh không quân phối hợp với hải quân, trong đó chủ lực là hải quân đánh bộ, trung đoàn U Minh được giao nhiệm vụ xuất kích ra đảo Polo để phối hợp với các lực lượng trên đảo này tổ chức đổ bộ. Lực lượng tham chiến của Việt Nam có tổng cộng khoảng 600 quân, được trang bị nhiều vũ khí và được yểm trợ hỏa lực từ các tàu chiến. Ngoài ra, họ còn sử dụng máy bay ném bom A-37, trực thăng vũ trang và máy bay trinh sát L-19.
Vào lúc 13:30 ngày 4 tháng 6 năm 1975, các tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam đang phát từ đảo Thổ Chu đi đảo Polo. Đúng như dự đoán, trên đảo Polo có sự hiện diện của rất nhiều lính Khmer Đỏ, ước tính khoảng 500 quân đang trấn giữ. Cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 13 tháng 6 năm 1975. Lực lượng Khmer Đỏ tại đây đã chuẩn bị cho công sự vững chắc với hỏa lực mạnh, khiến cho quân Việt Nam gặp khó khăn trong việc tấn công. Không quân Việt Nam không hoạt động được do thời tiết xấu, nên Bộ Tư lệnh Hải quân đã lệnh cho các đơn vị sử dụng hỏa lực từ các hạm tàu để chế áp các hỏa điểm của đối phương. Việt Nam đã sử dụng hàng nghìn viên đạn để yểm hộ cho Hải quân đánh bộ và bộ binh, dập tắt các ổ đề kháng của quân Khmer Đỏ. Đến ngày 13 tháng 6 năm 1975, sau hơn nửa tuần chiến đấu giằng co, phía Việt Nam đã hoàn thành việc tấn công trên đảo Polo. Trong số 500 lính Khmer Đỏ tham chiến, khoảng 120 quân lính đã tử trận, hơn 200 lính bị thương và bị bắt làm tù binh, còn lại khoảng 180 lính chạy thoát về đất liền. Việt Nam đã trải qua một trận chiến đấu khó khăn với thương vong lên tới khoảng 180, trong đó có hơn 60 bộ đội tử trận. Đặc biệt, mục tiêu tìm kiếm hơn 500 dân thường trên đảo Thổ Chu không mang lại kết quả như mong đợi. Dù bộ đội Việt Nam đã làm chủ đảo Polo, họ chỉ tìm thấy một số xác chết bị chôn vùi và nhiều giấy căn cước bị nhào nát, bị thấm nước, nhưng vẫn nhận ra là của người Việt Nam. Phần lớn trong số đó ghi ở Thổ Chu. Tuy nhiên, số lượng người được tìm thấy vẫn còn quá ít so với số hơn 500 người bị mất tích sau hai cuộc hải chiến ác liệt cùng nhiều xung đột ở biên giới trên bộ. Để giải quyết những mâu thuẫn và bất đồng giữa hai nước, vào tháng 6 năm 1975, nhận lời mời của chính phủ Việt Nam, phái đoàn chính phủ Campuchia Dân Chủ đã sang thăm Việt Nam. Tại đây, cuộc hội đàm giữa hai bên đã thất bại do thái độ thiếu thiện chí của phía Campuchia và hai bên không đồng tình với biện pháp giải quyết bất đồng. Trong khi đó, tình hình xung đột biên giới ngày càng leo thang. Việt Nam nhiều lần gửi thư thúc giục thực hiện các cuộc gặp gỡ, mong muốn đàm phán với Campuchia Dân Chủ nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho xung đột này. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1975, phía Việt Nam đã có chuyến thăm đến Phnom Penh. Tại đây, phái đoàn đã ký một bản thông cáo chung với đại diện phía Việt Nam là Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Lúc đó, chức danh Bí thư thứ nhất là dành cho người lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Sau này, chức danh này được đổi thành Tổng Bí thư. Ngày 4 tháng 8 năm 1975, khi Nu Chia, Phó Bí thư Trung ương Đảng Campuchia tới Hà Nội, ông được Phó Bí thư Trung ương Cục Miền Nam Nguyễn Văn Linh tiếp đón. Tại cuộc gặp này, phía Việt Nam tiếp tục yêu cầu chính quyền Khmer Đỏ trả lời về số phận của hơn 500 người dân trên đảo Thổ Chu bị Khmer Đỏ bắt từ ngày 10 tháng 5 năm 1975, nhưng chưa nhận được cam kết giải quyết vấn đề này. Do đó, phía Việt Nam đã đồng ý trả lại đảo Phú Quốc cho Campuchia, thời bày tỏ vấn đề về đảo Đập Niu. Tuy nhiên, từ đó trở đi, chính quyền Khmer Đỏ không có bất kỳ động thái nào giải quyết vấn đề đã hứa với Việt Nam và không ai nghe thấy thông tin gì về số phận của hơn 500 người dân Việt Nam này nữa. Theo lời của một số người dân còn sống sót ở đảo Thổ Chu, có thể quân Khmer Đỏ đã đưa hơn 500 người Việt Nam đến đảo Phú Quốc và ép buộc họ lao động khổ sai, sau đó đánh đập và giết hại từng người một. Đặc biệt vào tháng 8 năm 1975, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã tiếp tục thực hiện chuyến thăm Campuchia nhằm tháo gỡ những mâu thuẫn giữa hai nước. Tuy nhiên, thiện chí hòa bình của Việt Nam đã gặp phải thái độ thờ ơ và thiếu thiện chí từ phía Campuchia. Ngược lại, phía Campuchia đã họp bàn và đi đến chủ trương chống Việt Nam đến cùng, quyết định thành lập 15 sư đoàn báo hiệu cho những cuộc tấn công tiếp theo với quy mô rất lớn vào Việt Nam. Sau những cuộc tấn công vào đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu của Việt Nam vào trong năm 1975, ở biên giới trên bộ, Khmer Đỏ tiếp tục tiến hành nhiều vụ xâm phạm sâu vào lãnh thổ Việt Nam cùng với các hoạt động khiêu khích ở khu vực biên giới. Phía Campuchia ra sức tuyên truyền, bôi nhọ hình ảnh và kích động tâm lý chống Việt Nam, coi Việt Nam là kẻ thù không đội trời chung. Họ tuyên bố rằng mâu thuẫn giữa Việt Nam và Campuchia là mâu thuẫn chiến lược sống còn, không thể điều hòa
và không thể giải quyết bằng thương lượng, mà phải dùng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, trong thư gửi Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 1976, Lưu Chí, khi đó là Chủ tịch Quốc hội của nước Campuchia Dân Chủ, vẫn viết rằng công việc của hai đảng trong thời gian qua đã đạt được những thắng lợi lớn. Hai đảng đã hiểu và thông cảm với nhau hết sức chân thành trên tinh thần bạn chiến đấu và anh em cách mạng. Vào tháng 6 năm 1976, Campuchia và Việt Nam có cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao để bàn bạc giải quyết vấn đề biên giới, tạo tiền đề cho những ký kết một hiệp ước. Tuy nhiên, cuộc đàm phán gần như không đạt được kết quả nào. Đến cuối năm 1976, ước tính trên địa bàn quân khu 7, quân Khmer Đỏ đã gây ra khoảng 280 vụ khiêu khích lấn chiếm, ít nhất tại 20 điểm trên biên giới Việt Nam. Trong khi đó, ở địa bàn quân khu 5 và quân khu 9, các vụ xâm lấn của Khmer Đỏ gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Cần nói rõ rằng, quân khu 7 là một trong những quân khu của Quân đội Nhân dân Việt Nam thời bấy giờ, có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng Đông Nam Bộ. Đến năm 1976, quân khu 7 tiếp nhận tỉnh Long An từ quân khu 8 vừa giải thể và có nhiệm vụ bảo vệ vùng căn cứ Tây Nguyên và căn cứ điểm Nam Trung Bộ. Quân khu 9 với nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tham gia vào các hoạt động chống lại các hành vi khiêu khích, xâm lấn biên giới Tây Nam của Việt Nam. Trong suốt 2 năm, từ năm 1975 đến năm 1977, phía Campuchia đã xây dựng lực lượng và phát triển quân chủ lực từ 5 sư đoàn lên 12 sư đoàn quân chính ủy, với đầy đủ thành phần binh chủng cùng hàng vạn quân địa phương. Trong số đó, họ đã điều động khoảng 41 quân số và nhiều vũ khí áp sát biên giới Việt Nam. Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết, trên tuyến biên giới thuộc quân khu, quân Khmer Đỏ đã sử dụng ít nhất 4 tiểu đoàn của sư đoàn 2 cùng một số lực lượng của tỉnh Ta Keo và tỉnh Kamch thuộc quân khu Tây Nam Campuchia với tổng quân số hơn 4.700 người. Họ đã tấn công vào 13 đồn công an vũ trang và 14 trên 16 xã dọc tuyến biên giới từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Quân Khmer Đỏ đã tàn sát dân thường, đốt phá nhà cửa trường học, cướp bóc tài sản và gây nhiều tội ác với người dân Việt Nam. Trước sự tấn công bất ngờ của quân Khmer Đỏ, Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam Việt Nam đã lệnh cho Sư đoàn 330 tổ chức phản công. Sư đoàn 330 nhanh chóng xây dựng phương án tấn công tiêu diệt quân Khmer Đỏ bằng hiệp đồng binh chủng kết hợp giữa tiến công chính diện và tập vây địch giữa cánh đồng Ba Trúc. Phương án này được Bộ Tư lệnh Quân khu nhất trí thông qua. Sư đoàn 330 đã sử dụng 3 trung đoàn với quân số khoảng 4.200 người tiến hành các cuộc tấn công vào quân Khmer Đỏ dưới sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh. Tuy nhiên, quân Khmer Đỏ đã phản công dữ dội, khiến cho quân Việt Nam chịu ít nhất 1.200 thương vong, trong đó có khoảng 400 lính tử trận. Mặc dù phía Nam Việt Nam đã từng bước đẩy lùi được quân Khmer Đỏ ra khỏi khu vực biên giới An Giang, cuộc chiến đấu ác liệt tại cánh đồng Ba Trúc cũng đã khiến Việt Nam phải chịu đến 1.800 thương vong, trong đó có khoảng 600 bộ đội tử trận. Vâng thưa quý vị, trong chiến tranh, những con số đó có khi còn lớn hơn thực tế. Hàng nghìn người đã hy sinh để bảo vệ quê hương. Chúng ta hãy nhớ rằng những mất mát đó không phải là vô nghĩa. Mong rằng thế hệ chúng ta ngày hôm nay sẽ luôn giữ gìn từng tấc đất, xây dựng một đất nước ngày càng phát triển với cuộc sống giàu mạnh hơn. Chúng ta có trách nhiệm không chỉ với quá khứ mà còn với tương lai của đất nước mai sau. Phần cuối của chương trình, xin kính mời mọi người cùng lắng nghe lời Phật dạy. Theo Kinh Phật, ngày xưa có người ăn xin chạy đến chỗ Đức Phật Thích Ca và khóc rằng: "Tôi làm bất cứ việc gì tôi cũng không thành công. Tại sao?" Đức Phật nói: "Đó là bởi vì bạn chưa học cách cho người khác." Người ăn xin nói: "Nhưng tôi không có gì cả. Tôi là một kẻ ăn xin thì lấy đâu ra của cải tiền bạc mà cho?" Phật nói: "Không phải thế này. Một người không có tiền có thể cho 7 thứ sau. Thứ nhất là hòa đồng với người khác bằng nụ cười. Thứ hai là sống tử tế và nói những lời động viên, an ủi, khen ngợi, khiêm tốn, dịu dàng với người khác, không sân si. Thứ ba là rộng lượng với bản thân,
mở rộng trái tim và đối xử chân thành với người khác, không lừa lọc gian dối hại người. Thứ tư, hãy nhìn người khác bằng ánh mắt tử tế, đừng liếc ngang liếc dọc rồi phán xét một người chỉ bằng vẻ bề ngoài. Thứ năm, hãy nhường nhịn, giúp đỡ người khác bằng hành động, không có tiền thì có sức, ví dụ như thấy người rơi đồ thì nhặt trả lại, không tham lam. Thứ sáu là nhường ghế cho người già, người yếu thế, phụ nữ và trẻ em khi ngồi trên thuyền, trên xe. Thứ bảy là nhường chỗ của mình cho người khác nghỉ ngơi, không chửi bới và đuổi những người sống khó khăn lang thang. Nếu có 7 thói quen này, may mắn sẽ theo bạn tới cùng. Phật dạy về cho và nhận nói rằng, cho đi là một hành động của vị tha, của lòng nhân ái. Bố thí là của cải mang lại sự giàu có, bố thí pháp mang lại trí tuệ và bố thí không sợ hãi sẽ mang lại sức khỏe và tuổi thọ. Cho dù bạn là ai đi chăng nữa, nghèo hay giàu thì cũng có thể chọn cách cho đi theo lối riêng.